Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Câu chúc 20 tháng 11, lời chúc, thơ chúc 20 tháng 11 hay nhất, ý nghĩa nhất dành tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Bên cạnh những món quà, hãy cùng Lịch Ngày Tốt gửi những câu chúc, lời chúc, bài thơ chúc hay và ý nghĩa nhất đến các thầy cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngày tôn vinh những công lao to lớn của các thầy, các cô, người đã mang tri thức đến cho chúng ta ngày sau đây nhé! Thank you.
đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.